Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu chung kết trong xe đấu. Vâng, chung kết trong xe đấu thứ hai, Summerian. Vâng, bên kia có Cho Son Hit Baby và Summerian. Cho Son Hit T Baby và Summerian. Đây là Summerian của vô thường, Summerian khác của Tiểu Long, Phonesian và Egypt. Vâng, quân là đẹp hơn. Vâng, quân là đẹp hơn dành cho các thành viên bên phía team Thái Bình trong trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên đấy là đẹp hơn ở đời 3 thôi. Vâng, đấy là đẹp hơn trong đời 3 thôi. Tôi nghĩ rằng đánh đời 4 bên phía team Hà Nội khi đẹp hơn. Nhưng nói thẳng ra là đánh cũng chưa biết như nào cả. Có một hit team rất tuyệt. Vâng, nếu nói về đánh đạp đôi thì cũng chưa chắc gì đã lợi thế hơn so với việc đánh hot, bởi vì như các bạn thấy trong trận đấu, có một trận đấu vừa qua, có một trận đấu mà thậm chí tôi có thể nói rằng rừng còn ít hơn cả vàng, thì với việc đánh hai đạp đôi rõ ràng là không ăn thua. Đây là một trận đấu mà các cái bên phía team Thái Bình có hai đạp đôi là Phonesian và Egypt, thậm chí bốn đạp đôi luôn, hai Summer luôn, hai Summer một Baby, hai Summer một Pho, một Egypt. Hầu hết tất cả đều là cung gỗ, quân gỗ, và nếu như lượng gỗ ít thì tất nhiên đó là một cái bất lợi, nhưng đây là một trận đấu không phải như vậy, khi mà các bạn có thể nhìn thấy rằng xung quanh nhà của game thủ Tiểu Bạch Long đang rất nhiều cánh rừng. Vô thường, màn hình máy của vô thường cầm Summerian trồi ra phía ngoài, anh sẽ là người đánh chém. Đây là một bản đồ không có thiếu, không để không thiếu rừng như trận đấu trước. Vâng, nhà giàu, Tiểu Bạch Long cũng đang rất nhiều đồ, Gunny cũng vậy. Vâng, Gunny thì vô đối. Tôm sâu kêu hai voi về nhà. Vâng, còn con voi thứ ba chưa thèm câu. Lại là một thế đánh tươi, có cả quả phụ và yêu. Lại là một thế đánh tươi dành cho các thành viên bên phía team Thái Bình. Vâng, rõ ràng là với một bài quân đẹp hơn và nhà cũng đẹp như thế này thì các cầu thủ về team Thái Bình chắc chắn rằng sẽ rất tự tin đánh trận chung kết. Vâng, sẽ rất tự tin đánh trận chung kết. Vâng, 20/24. Đây là màn hình máy của Tôm. Tôm là người cầm Zip và có một game thủ cầm Phonesian. Vâng, Gunny là người cầm Phonesian. Gunny sẽ là người đến cung. Nhưng mà thực sự nhà này của Gunny, chúng ta cùng xem Gunny cơ cấu này đến cung như thế nào. Đây, tất cả cùng bán máu cho mình Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long, nhà của Tiểu Bạch Long thì lại hơi chống trả. Gunny nhà cũng có vẻ là ổn hơn, nhưng đây là một bài mà dừng là hơi xấu. Có lẽ vẫn sẽ đánh cung thôi, vẫn sẽ đánh cung trong thế nhà này. Còn đây là màn hình máy của game thủ vô thường, có quả phụ rồi. Chúng ta cùng chuyển qua màn hình máy của Tôm, chúng ta hãy cùng trở lại với màn hình máy của Tôm, có quả phụ. Vâng, một quả phụ 5 cây rất đẹp, 23 dân và đã ngừng xin dân, đã kích đời, rất phũ, kích rồi. Vâng, đã lên đời được 32%. Cho Son Hit và Baby Sam. Cho Son là quân của Hoàng Mai Nhi. Cho Son Hit Baby Sam, nếu như theo đúng thứ tự vậy thì Hit T là quân của Vlớp. Vâng, quân Hit T của Vlớp thì cũng thì nó cũng khá là nguy hiểm. Hit. Hai ba trên 24. Baby Summer, Summer là quân của 9X Pro. Nhưng mà hiện tại thì 9X đang phải ăn tranh với game thủ Tôm Sâu Kêu. Một bài mà Tôm Sâu Kêu đến 3 voi và 2 bãi quả phụ. Như vậy thì có vẻ như là 9X sẽ là người phế trước Tôm. Vâng, bài này thì chắc chắn rằng 9X là phế rồi. Không có cửa dãy với một bài 9X như thế này. Kích đời. Kích đời đi. Thì như Tôm quên kích. Vâng, 10 phút 24.
nâng cấp giáp trước. Tôi nghĩ nên công nâng cấp giáp trước khi mà những con nông dân là nông dân của Summerian vô cùng hổ báo. Vâng, đã bò nhỏ rồi. Thế thì bài này là một bài 1L1A là chuẩn. Vâng, công giáp đầy đủ luôn. Thậm chí rằng cũng chẳng cần 1L1A, bây giờ chuyển hết toàn bộ nông dân vàng sang đánh hỗn mã cũng được. Khi mà đối thủ của chúng ta là người đánh cung R. Nhưng mà hãy cẩn thận rằng vâng đánh như này cũng là hợp lý thôi, bởi vì chắc chắn rằng ở phía bên trong cánh một nhà nào đó cầm cho son sẽ đẩy ra. Hoặc là he he. Vâng, he he là người cầm quân gì? Nhà của chị Nick thì vẫn chưa có thể khung xong. Baby. Vâng, he he là người cầm Babylon đánh chém. Babylon. Ít nhất là 4 nông dân này đã bằng là cái điều chắc chắn rồi. Cho dù là dân của Summerian nhưng đây là một con ngựa giò công giáp. Ồ, rất khỏe. Vâng, những tay lực sĩ, không phải là những chú nông dân bình thường. Vâng, bây giờ thêm một cung tên thì bằng rồi, 3 dân rồi. Ăn được 3 dân Summer, cũng ok. Hòa cả làng, bây giờ thì nâng bánh xe lên. Chuẩn bài, đóng phù. Thậm chí là hãy đóng thêm cả một nhà để bắn bo nhỏ. Chỉ Nick cũng sẽ mất không ít lực trong turn vừa rồi. Ba con nông dân vừa rồi là 3 con nông dân rất quan trọng, bởi vì đó là 3 con nông dân đang ăn thực, đang đóng ruộng, không phải là 3 nông dân ăn gỗ. Ở những thời điểm vẽ ruộng thì những con nông dân đóng ruộng sẽ có tầm quan trọng hơn khá nhiều so với những con nông dân đang ăn gỗ. Đây là màn máy của game thủ Gunny 5A. Qua phụ phàng chui một cái hốc mà tôi thực sự là tôi không thể nhìn ra nổi. Vâng, một cái hốc mà Gunny đã thiết kế thành rất đẹp. Các bạn có thể thấy. Đây là hình máy của Tom. Vâng, Tom. Vâng, bằng một cách nào đó mà Tom đã chém bay được nhà của game thủ màu 4-9X rồi. Phải chăng là có Tiểu Bạch Long đẩy cung ra? Không, nhà của Tiểu Bạch Long thì vẫn đang khá là đen tối. Vâng, một cái bản đồ mà mang đầy tính chiến thuật của Tiểu Bạch Long. 26/44, bắt đầu nâng bánh xe lên và chạy dần rồi. Vâng, sắn quần và đi ngay trong đêm nay. Lạc đà của game thủ He chém thẳng vào trong cánh. Không sao cả, ngoài cánh Tôm là người đánh chém và đã chuyển cung. Và hơn nữa còn có một Gunny cũng đang rất khỏe. Vô thường, vâng như vậy là màu 2 kẹp xăm. Một bài quá có quá nhiều bất ngờ. Bài như này mà có kẹp xăm có phải là quá bất ngờ không? Vâng, Hitty là người kẹp xăm. Và dường như vâng nhà L của màu 1 lại đứng ngay cạnh nhà của game thủ màu 8. Một bài, tôi nói, vâng tôi nghĩ là hơi dị so với quy định. Bây giờ thì bãi vàng của game thủ vâng bãi vàng của game thủ Hoàng Hoa Nhi không bo bế và ngay lập tức nằm xuống ngay. Và bây giờ những con cung đờ này tôi nghĩ rằng cũng sẽ không thể nào mà cưỡng lại được sức mạnh lạc đà. Cung đờ cũng là cung đờ hit, nhưng nếu như chỉ có giáp 2 thôi. Tuy nhiên nó đã tụ được khá đông so với quy định rồi. Ngựa chém xin ra, có lẽ là chỉ bắt đầu. Vâng, nhưng mà khi mà có cả cung đờ hit đông như này rồi thì có lẽ là tạm thời game thủ Gunny sẽ rút lui. Tạm thời Gunny rút lui và đợi tôi giữ là game thủ vô thường rút lui và đợi Tiểu Bạch Long đẩy cung ra ngoài cộng và đợi Gunny đẩy quân ra ngoài. Vâng, Gunny đẩy quân ra ngoài rồi. Bây giờ sẽ là một pha đấu cung R solo giữa Gunny và V-Lup. Cung R là cung R4, đối đầu với cung R Hitty. Nhưng số lượng thì là gấp đôi. Để chúng ta cùng chờ xem là V-Lup sẽ đỡ được cái turn này như thế nào. Nhà của game thủ V-Lup cũng quá sâu rồi quy định đi. Khi mà có những con dốc 4 tầng đã khiến cho game thủ V-Lup không thể đẩy cung ra được. Đấu quân với game thủ Gunny trong tình huống này thì chỉ có thiệt thòi, chỉ có V-Lup là người thiệt thòi mà thôi. Vâng, không nên leo, còn nên leo lên không? Hãy cẩn thận một pha bắt quân đến từ game thủ hãy cẩn thận để một pha bắt quân đến từ game thủ V-Lup. Vậy e. Vâng, lạng lách và tránh đi ngay. Đây là một thế trận mà có lẽ rằng vâng lợi thế là hoàn toàn nghiêng về các game thủ của Team Thái Bình. Chiến thắng đã nằm trong tầm tay rồi. Có lẽ rất khó cửa khi mà đây là một bài mà game V-Lup là người cầm hit và trông chiêng. Vâng, trông chiêng kẹp xăm, quá khổ. Mặc dù đây là một thế mà Lady Gaga chết không ít dân bởi game thủ Hoàng Hoa Nhi.
Nhưng không sao cả, Gia Lai chúng ta này rất mạnh. Có tỷ số sẽ là 3-2 dành cho đội tuyển Team Thái Bình rằng. Tôm sâu kêu. Vâng, bất ngờ một tên tù tham. Đây là 69/76 của game thủ Gunny. Vâng, chúng ta cùng đến với màn hình máy của Gunny. Khi mà đến điểm này hầu như tất cả cũng đã dẹo hết rồi. Chỉ có mình Gunny khỏe thôi. Phía bên kia hình như là không còn ai luôn. Vâng, một thế nhà mà không còn ai luôn. Chắc chắn sau đây sẽ một tên ốp quân tập thể của nhà của Gunny. Để kết thúc trận đấu này, các game thủ phía Team Hà Nội sẽ ốp vào nhà của Gunny. Tôi đã nhìn thấy những con ngựa chém của game thủ 1 và còn gì nữa không. Vâng, màu 8 cũng đang bắt đầu sang đây. Sẽ là một tên ốp quân nếu được ăn cả để ngã hay không. Vâng, được thì tham sẽ cân và đánh tiếp. Còn nếu như không được thì mọi thứ chấm hết dành cho các game thủ phía Team Hà Nội. Gunny, vâng, tôm tham 9 dường như là không phải một pha ốp quân. Vâng, V-Lớp đang đẩy quân đến gần nhà của game thủ Gunny rồi. Gunny cần phải để ý. Tham lai của Tiểu Bạch Long là 29. Đây là 49/48 của Vô Thường. Vâng, lâu lâu không để ý thấy Vô Thường cái lên tham ngay. Một bài kẹp xăm và đánh thực sự là theo một một lối đánh sexy sexy toàn tập. Vâng, kiểu khỏa thân luôn. Nhưng đến thời điểm này tham lai của game thủ Vô Thường đang cực to. Ốp vào nhà của game thủ 4 Summerian của 9x một tên. 9x là người chắc nhà duy nhất của bên phía team Hà Nội. Và nhà của 9x không phải là một thế nhà đẹp. Chỉ cần ốp bay nhà của 9x thôi và thì chiến thắng sẽ thuộc về các cầu thủ với Team Thái Bình. Ốp bay nhà của 9x là một việc rất dễ dàng đối với số lượng cung R lạc đà và số lượng cung R lạc đà của Vô Thường cũng như là Gunny đang có. Tôi nghĩ rằng ốp vào nhà 9x là một việc vô cùng đơn giản thôi. Vâng, có cả cung R Hitty của cầu thủ Tiểu Bạch Long. Bây giờ thì vào rồi. Vâng, chúng ta hãy cùng xem một pha ốp quân tập thể của các thành viên bên phía Team Thái Bình vào nhà của game thủ 9x Pro. Chúng ta cùng xem tại sao. Vâng, đây là một pha mà làm nên thương hiệu của các thủ phía Team Thái Bình. 4 người như một. Nhưng thực ra đến thời điểm này chỉ có 2 người thôi. Gunny đâu? Ba mươi mốt trên 32. Bây giờ thì lao vào rồi. Có Gunny đang đứng mặt đang đứng chặn mặt ở phía đằng sau. Gunny đâu? Vâng, đây là màn hình máy của Gunny. Đang đứng chặn mặt ở phía đằng sau rồi. Bây giờ thì tất tay vào nhà của game thủ 14 thôi là chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Nhà 4 không phải là quá đẹp đâu. Vâng, như vậy là 4 lủng rồi. Chạy hết luôn. Chạy về nhà anh Tôm ấy. Vâng, tôm tham lai của 9. Đây là 115. Một pha vẩy e bắt quân đến được Gunny. Vâng, một pha đổ nhà rồi. Sẽ có những tên đổ nhà đến từ các cầu thủ phía team Hà Nội. Đây sẽ là một tên mà đổ nhà. Không đổ nhà được thì chắc chắn rằng phần thắng sẽ thuộc về các thành viên bên phía team Thái Bình. Vẩy e, vẩy A là quá hay trong tên này. Nhưng mà lượng lạc đà ở phía trong ruộng vẫn còn khá đông. Vâng, lạc đà vẫn còn khá đông, không sao cả. Cơ sở mình còn nhiều, chém bớt đi rộng chỗ. Vâng, lạc đà tiếp tục lao ở bên trong. Gunny, vâng, Gunny có đỡ được tên này không? Tôi nhìn thấy rằng lượng cung đờ của game thủ V-Lớp đẩy lên cũng là khá đông. Nếu như V-Lớp mất quá, vâng, nếu như Gunny hãy cẩn thận, Gunny không nên để mất quá nhiều tham trong tên này. Tham lai của game thủ với team Hà Nội thì đơn thuần chỉ là cung thôi. Phải chăng còn dân, có chăng là dân của game thủ V-Lớp. Tôi thề là chỉ còn mỗi dân của V-Lớp mà thôi. Không còn dân của ai khác cả. 9x Pro đã lủng nhà một tên rất mạnh rồi. Vâng, theo thông tin của tôi báo về thì game thủ 4 vẫn còn rất đông dân. Không biết rằng hai V-Lớp còn dân không. Tôi để ý rằng V-Lớp cũng không thực sự là bay nhà. V-Lớp cũng không thực sự là mất quá nhiều đông dân. Tham lai không biết bây giờ như thế nào rồi. Chắc là vẫn đang đè dành cho các thành viên bên phía team Thái Bình thôi. Nhưng hãy cẩn thận, không được để lật tham, bởi vì nếu xét về quân. Vâng, nếu xét về chất lượng quân thì các cầu thủ phía team Hà Nội đang sở hữu những đơn vị quân có chất lượng hơn so với bên phía team Thái Bình.
một thế trận mà Tôm đã không còn khỏe nữa. Tiểu Bạch Long tham lai là 50. Khá bất ngờ. Hôm nãy thì vô thường đã khiến tôi bất ngờ rồi, bây giờ Tiểu Bạch Long cũng khiến tôi bất ngờ luôn. Vâng, vô thường tham lai là 35. Đây là lợi thế của việc đánh cả bốn nhà đều có bánh xe và đều có thể chủ lực được. Hai Summer, một Phoenician và có cả một Egypt. Vâng, cả bốn nhà đều có thể chủ lực được, chính vì thế mà khả năng hồi của anh là rất nhanh. Vậy là rất tốt đến từ game thủ Tiểu Bạch Long. Tham lai của Tiểu Bạch Long là 50. Chúng ta đến với màn hình máy của Gunny. 104-152. Đây là 15 của Tôm. Vâng, Tôm bây giờ thì cần phải chui gọi lên góc 12 giờ đi, khi mà nhà của Gunny góc 12 giờ vẫn còn khá rộng. Tham lai đề rất mạnh rồi. Có lẽ rằng chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Vâng, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là quân của 4, như vậy là tất cả các game thủ đều đã fit, chỉ còn đúng một mình game thủ 4. Cái timeline vừa rồi thì đã nói lên được rằng chỉ còn một mình game thủ 9X Pro là người còn tham. Vâng, còn tham và còn dân. Còn đây là nó đi hết, vâng, đã đi ăn mày hết, hết cả lũ. Trong khi Thái Bình của chúng ta tất cả đều có một tham tương đối lớn. Đây là 37 của vô thường. Đây là 53 đến từ game thủ Tiểu Long. Tôm thì hơi phế một chút, nhưng Gunny thì là một cái tham rất lớn, nó là 121-144. Vâng, bây giờ thì 9X Pro đang quay trở về và làm ăn tại đúng cơ sở chính, tại đúng nhà chính. Ốp thêm một tấn nữa và phần thắng thuộc về chúng ta. Vâng, nâng bản đồ lên. Vâng, nhà của game thủ Gunny luôn luôn bị móc máy bởi những đơn vị quân của các thành viên bên phía team Hà Nội. Đây là những đơn vị quân cuối cùng của V-Lớp. Vâng, vừa rồi tôi xoay ra thấy là V-Lớp rất nhỏ. Những tưởng rằng anh ấy còn dân nhưng hóa là không phải. Vâng, dọa ma thôi. Vâng, theo thông tin báo về thì game thủ 9X Pro đang có số lượng dân là 47, chưa đào vàng. Nếu chưa đào vàng thì không có khả năng lên 4. Đó là những gì mà thông tin những thông tin mà Tôm báo về. Vâng, thông tin Tôm báo về. Tiểu Bạch Long là 65. Các anh nên ốp vào nhà của game thủ 14 một tên nữa để kết thúc trận thi đấu này. Màu 1 vẫn đang móc máy rất khó chịu. Đó là sự móc máy đến từ vị trí của Hoàng Mai Nhi. Đây là Gunny 130. Vô thường là 36. Vâng, cuối cùng. Vâng, đã bắt đầu đào vàng rồi. Theo thông tin báo về thì các game thì game thủ 9X Pro đã đào được 300 vàng. Có lẽ chúng ta đến với màn hình máy của Tôm chăng? Khi mà Tôm sẽ là người liên tiếp soi tham. Ba game thủ còn lại thì các anh đang quá mải mê điều cung sóc dân các kiểu. Thế là không ai soi tham, nhưng thực sự là Tôm không biết là chiến thuật như thế nào. Nhưng mà Tôm thì là người soi tham liên tục. Vâng, đây Tôm đang soi tham. Tôm đang soi tham rồi, chúng ta đến với màn hình máy của Tôm. Xem là... Thôi, quay trở lại với màn hình máy của Gunny đi. Gunny là người ốp quân một tên quyết định vào nhà của game thủ 9X. Vâng, ốp vào nhà của 9X một tên đi. 9X thực sự là cũng không có quá nhiều quân đâu, khi mà trong khoảng thời gian vừa rồi là một khoảng thời gian tăng dân nhanh chóng đến từ 9X. Vâng, 9X sẽ chỉ có thể sóc được một lượng dân quân nhỏ thôi. Hầu hết là sóc dân để có thể lên được 4. Vâng, chính vì thế mà việc ốp quân vào nhà của 9X không có gì là khó khăn cả. Vâng, cuối cùng thì Hoàng Mai Nhi cũng đang đi sai. Một trận đánh có thể nói là rất hay đến từ cả bốn vị trí với team Thái Bình. 3-2 rồi. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ 3.